Bước sang tháng 6 năm 2024 âm lịch, vận khí của người tuổi thân đã có những khởi sắc hơn hẳn các tháng trước. Trải qua một khoảng thời gian có nhiều xáo trộn, giờ là lúc để bản mệnh sắp xếp, điều chỉnh lại các kế hoạch và có những bước tiến chắc chắn hơn ở thời điểm này. Hoan hỷ chào mừng quý anh chị tuổi thân đã đến với chuyên mục tử vi tháng của chúng tôi. Lời đầu tiên phong thủy xin giữ lời chúc sức khỏe, bình an và may mắn tới quý anh chị. Trong video ngày hôm nay chúng tôi xin chia sẻ về vận trình sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe của người tuổi thân trong tháng 6 âm lịch năm 2024. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông tin chi tiết. Tháng 6 âm lịch là tháng tân mùi. Dương lịch từ ngày 6 tháng 7 đến ngày ngày 3 tháng 8 năm 2024 dương lịch. Can chi là tháng tân mùi. Thiên can tân kim. Địa chi mùi thổ. Mệnh chủ thân kim. Xem tử vi tháng 6 năm 2024 tuổi thân âm lịch, đế vượng xuất hiện là điềm báo tử vi vô cùng tốt lành cho bản mệnh trong tháng mới. Nhiều dấu hiệu tích cực xuất hiện, tuổi thân làm gì cũng dễ đạt được thành tích vẻ vang. Về phương diện sự nghiệp, theo tử vi tháng 6 của 12 con giáp âm lịch, đây là một tháng sự nghiệp của tuổi thân đánh dấu nhiều bước phát triển mới. Bản mệnh làm gì cũng dễ đạt được thành tích vẻ vang. Nhờ nguyệt lệnh lâm đế vượng mang tới điềm báo về sự thịnh vượng cho quan lộ công danh sự nghiệp sự nỗ lực phấn đấu hết mình của bản mệnh trong suốt thời gian dài vừa qua đã được đền đáp xứng đáng bạn có thể tự hào vì điều đó bản thân con giáp này thông minh tháo vát học một biết mười nhanh chóng nắm bắt và làm chủ tình huống bởi thế cho nên không gì có thể gây khó dễ cho bạn những kế hoạch được xây dựng từ tháng trước sẽ bắt đầu có những kết quả đáng kể dù là việc lớn hay nhỏ chỉ cần bạn hạ quyết tâm và theo đuổi tới cùng sẽ gặt hái thành quả tốt đẹp đã đến lúc bạn cần chứng minh năng lực của bản thân mình với cấp trên và mọi người xung quanh hơn nữa khi bạn đối mặt với một số trở ngại cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ và gợi ý cho hướng đi đúng đắn những ai thực sự có chí tiến thủ và tầm nhìn xa trông rộng sẽ dễ dàng nắm bắt cơ hội biến ước mơ trở thành hiện thực tiếng băng băng trong sự ngưỡng mộ của bao người Bên cạnh đế vượng, bản mệnh lại được thiên vu các tinh hết lòng phò tá, sức mạnh tăng lên gấp bội. Hai các tinh như hai trợ thủ đắc lực giúp tuổi thân thêm bay cao bay xa trong sự nghiệp. Con giáp này cũng luôn giữ được tỉnh táo và sẵn sàng đối mặt với những rắc rối xảy đến. Vì thế, bạn luôn tạo được lòng tin trong mắt mọi người một cách tuyệt đối. Tháng này bạn có thể sẽ được đề bạc, tôn vinh như mong đợi từ lâu. Về phương diện tài lộc Xét về phương diện tài lộc, con giáp này cũng đang có lộc làm ăn, tài vận dồi dào và tiết kiệm được nhiều tiền của. Được Nguyệt lệnh chống lưng, con đường kiếm tiền ngày càng rộng mở. Các nguồn thu nhập đều có xu hướng gia tăng đáng kể không quá phụ thuộc vào thu nhập chính. Nếu bạn đang có dự định đầu tư, mở rộng kinh doanh thì đây là thời điểm thích hợp với bản mệnh. Hãy mạnh dạn mở rộng quy mô kinh doanh để tiền bạc trong túi tiếp tục sinh sôi nảy nở. Điều đó chứng tỏ sự điều chỉnh chuyển hướng kinh doanh cũng như các chiến lược quảng cáo của bạn đang đi đúng hướng. Hãy kiên trì theo đuổi, giữ vững niềm tin, con đường làm giàu càng thêm thuận lợi. Tuy nhiên, sự xuất hiện của kiếp tài cũng nhắc nhở bản mệnh đừng nên mạo hiểm, cần phải dựa trên điều kiện thực tế nếu không muốn tiền mất tật mang nhé. Ngoài ra, bạn cũng phải luôn ghi nhớ, chọn bạn mà chơi, chọn lựa đối tác làm ăn kỹ càng, đề phòng bắt tay nhầm với những kẻ lừa lọc, thiếu uy tín các khoản chi phí phát sinh trong tháng cũng khá nhiều, nhất là về cuối tháng. Hãy lên kế hoạch càng cụ thể, chi tiết cho chi tiêu tài chính càng tốt. Nó giúp bạn vừa tiết kiệm chi phí, thời gian mà lại không phải quay cùng nghỉ ngợi. Tử vi tình duyên của tuổi thân trong tháng 6 âm lịch Trên phương diện tình cảm trong tháng 6 năm 2024 âm lịch này, mọi thứ đều đang diễn ra hết sức hài hòa, hạnh phúc đông đầy với người tuổi thân có bách việc đào hoa trợ mệnh nên đào hoa cực vượng người độc thân có những trải nghiệm tình yêu thú vị có thể gặp được ý trung nhân mà mình tìm kiếm từ lâu dường như những phân vân lưỡng lự trước đó đã hoàn toàn tan biến và bản mệnh nhận ra được trái tim của mình thực sự hướng về ai gia đình tuổi thân hài hòa hạnh phúc mâu thuẫn không còn nữa khoảng cách thế hệ cũng không gây ra xung đột nào quá lớn sau những sóng gió xảy ra trước đó thì con giáp này đã biết quý trọng những gì mình đang có hiểu được rằng người thân là những người duy nhất ở lại bên mình khi có bão tố ập tới về phương diện sức khỏe tình hình sức khỏe tuổi thân trong tháng tân mùi này duy trì ở mức ổn định các tình trạng khó chịu trước đó đa phần đều đã giảm đáng kể người mắc bệnh cũng có khả năng phục hồi nhanh chóng tuy nhiên khó tránh khỏi tình trạng mệt mỏi uể oải do thời gian làm việc quá dày nếu bản mệnh biết cân bằng thời gian cho công việc và nghỉ ngơi thì tình trạng này sẽ nhanh chóng được cải thiện. Ngoài yếu tố dinh dưỡng, con giáp này nên chú trọng luyện tập thể thao. Đặc biệt là dân văn phòng hay phải ngồi lâu, ít vận động, nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp cao thì càng phải sinh hoạt khoa học hơn. Bên trên là tử vi tổng quan tuổi thân tháng 6 âm lịch năm 2024. Sau đây là vận trình chi tiết tháng 6 âm lịch cho từng tuổi thân. Bính thân 1956 mệnh hỏa, sự nghiệp đánh dấu nhiều bước phát triển mới, đạt được thành tích vẻ vang. Quý nhân trong tháng, Thìn và Mão. Mậu thân 1968 mệnh thổ, việc gì hạ quyết tâm và theo đuổi tới cùng sẽ gặt hái thành quả tốt đẹp. Quý nhân trong tháng, Thìn và Mùi. Canh thân 1980 mệnh mộc, con đường kiếm tiền ngày càng rộng mở, các nguồn thu nhập gia tăng. Quý nhân trong tháng, Thìn và Hợi nhâm thân 1992 mệnh kim, đào hoa cực cường, người độc thân có những trải nghiệm tình yêu thú vị. Quý nhân trong tháng, tỵ và mùi. Chấp thân 2004 mệnh thủy, tình hình sức khỏe duy trì ở mức ổn định, ốm đau nên chống phục người. Quý nhân trong tháng, hợi và ngọ. Bên trên là thông tin tổng quan tử vi tháng 6 âm lịch năm 2024. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video. Video đến đây là kết thúc chúc quý anh chị và các bạn một tháng mới gặp nhiều may mắn xin hẹn gặp lại quý anh chị trong các chuyên mục sau